này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiết lộ nguyên nhân khiến quân đội Ukraine trả giá đắt ở trào lửa Adipka. Xe tăng Challenger 2 tái xuất trên chiến trường Ukraine sau thời gian vòng bóng. Tổng thống Pháp tuyên bố hỗ trợ Ukraine không giới hạn. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị theo dõi. Sau nhiều tháng công phá thành trì Adipka ở tỉnh Donetsk, Nga kiểm soát hoàn toàn đô thị này và tiếp tục tiến công các khu vực lân cận ở phía Tây. Sau khi rút khỏi Adipka, quân đội Ukraine tiếp tục từ bỏ nhiều ngôi làng xung quanh trước các đợt tấn công không ngừng của đối phương. Thắng lợi của quân đội Nga sau Adipka được nhận định một phần do Ukraine đang cạn dần đạn dược khi viện trợ từ phương Tây giảm sút. Tuy nhiên, một lý do khác khiến lực lượng Nga đạt được bước tiến là phòng tuyến của Ukraine trong khu vực quá yếu. Ảnh vệ tinh của công ty Planet Lab được công bố gần đây cho thấy các chiến hào sơ sài thưa thớt được quân đội Ukraine xây dựng ở khu vực phía tây Adepka, nơi lực lượng Ukraine đang cố thủ sau khi rút khỏi thành phố chiến lược. Những chiến hào này thiếu chứng ngại vật có thể cản đà tiến của xe tăng Nga hay giúp bảo vệ các tuyến đường chính lẫn các vị trí quan trọng. Sau khi rút khỏi Adepka, Ukraine tuyên bố đã xây dựng trận địa phòng thủ chắc chắn tại phòng tuyến ở ngoại ô phía tây thành phố. Tuy nhiên, lực lượng Nga kiểm soát thêm 3 ngôi làng ở tây Adepka chỉ trong một tuần và đang tiến công một ngôi làng khác các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng điều đáng quan ngại là Ukraine đã không củng cố phòng tuyến của mình sớm và đủ mạnh và do vậy đang phải đối mặt với hậu quả nặng nề khi các đơn vị Nga tiến vững chắc ra bên ngoài thành phố Adipka vào các khu vực khác do Ukraine kiểm soát. Các chỉ huy Ukraine có nhiều thời gian để chuẩn bị tuyến phòng ngự bên ngoài Adipka. Khu vực này đã bị công kích từ năm 2014. Tuy nhiên, phòng tuyến Ukraine bên ngoài Adipka giờ chỉ có các công sự thô sơ bằng đất thường chỉ có một đường hào cho bộ binh tiến tới các hỏa điểm gần đối phương nhất. Có nhiều lý do khiến Ukraine thiếu phòng tuyến vững chắc để đối phó với quân đội Nga. Thứ nhất, giới chức Ukraine vừa qua có thể đã quá tập trung vào hoạt động tiến công, nên không dành các nguồn lực cần thiết để xây dựng nhiều loại chiến hào và bẫy xe tăng mà công binh Nga đã làm được kể từ cuối năm 2022 ở miền nam Ukraine. Sergei Hrabsky, một đại tá quân đội Ukraine về hưu nói, chẳng ai quan tâm và coi đó là một lựa chọn, bởi vì việc này rất tốn kém. Theo đại tá Hrabsky, Ukraine có rất ít nguồn lực dư thừa vào lúc đó. Thứ hai, theo các quan chức Mỹ, còn có yếu tố tâm lý. Nếu quân đội Ukraine gài mìn dài đặc tại một số khu vực nhất định để chặn quân đội Nga, thì đây sẽ là sự thừa nhận ngầm rằng họ không thể tiến hành hoạt động tiến công trong chính các khu vực đó trong tương lai. Nga bắt đầu xây dựng phòng tuyến ở phía Nam trước cuộc phản công của Ukraine tới hơn nửa năm. Về phần mình, Ukraine có vẻ bắt đầu xây dựng các công sự mới chỉ cách đây khoảng 3 tháng, khi các quan chức chính phủ Ukraine công bố thành lập một nhóm công tác để điều phối nỗ lực của giới chức dân sự và quân sự. Theo đó, trách nhiệm xây dựng tuyến phòng ngự đầu tiên sẽ thuộc về các đơn vị quân sự Ukraine đóng trong khu vực này, còn các tuyến tiếp theo sẽ do bên dân sự phụ trách xây dựng với sự giúp đỡ của các nhà thầu tư nhân. Thủ tướng Ukraine Denis Myhan nói rằng nước này phân bổ khoảng 30 tỷ hryvnia, tương đương 800 triệu đô la Mỹ cho xây dựng phòng tuyến. Hồi cuối năm 2013, khi đi thăm địa điểm gần tiền tuyến, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng khu vực đông đô Đồ nhét bao gồm Adipka sẽ nhận sự chú ý tối đa. Tuy nhiên, Pasi Parunen, nhà phân tích thuộc hãng Blackbird Group, chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh và nội dung mạng xã hội từ chiến trường, nói rằng không có điều gì đáng kể diễn ra kể từ chuyến thăm của ông Zelensky. Ông Parunen bổ sung, bên ngoài Adipka có một số vị trí mới được chuẩn bị nhưng chúng vẫn chưa tạo ra được một phòng tuyến đặc biệt đáng gờm và cũng không thể sánh được về quy mô với hệ thống phòng thủ của Nga ở phía Nam. Lực lượng Ukraine đã giảm đáng kể việc triển khai xe tăng Challenger 2 ở tiền tuyến trong 3 tháng cuối năm 2023 và sau đó gần như ngừng hoàn toàn việc sử dụng mẫu xe tăng do Anh cung cấp. Trong khoảng 2 tháng, không có một báo cáo nào về việc sử dụng xe tăng này. Tuy nhiên, các hình ảnh lan truyền trên Telegram mới đây cho thấy xe tăng Challenger 2 dường như đã xuất hiện trở lại trên chiến trường Ukraine sau thời gian vắng bóng. Các nhà quan sát tìm cách xác định thời điểm tái xuất của xe tăng Challenger 2 thông qua hậu cảnh của bức ảnh. Môi trường xung quanh chiếc xe tăng gợi ý khoảng thời gian từ mùa đông đến mùa xuân, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có tuyết hoặc thảm thực vật mới. Manh mối rõ ràng nhất là lớp đất bị sới lên, rất giống với loại đất Chernozem, đất đen nhiều bùn đặc trưng của Ukraine. Điều đặc biệt đáng chú ý là xe tăng Challenger 2 dường như không có bất kỳ cải tiến nào sau thời gian vắng bóng trên chiến trường. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, việc xe tăng Leopard, Challenger, Abrams và xe tăng Liên Xô được gắn các thiết bị bổ sung ở Ukraine là rất phổ biến. Nhưng chiếc Challenger 2 cụ thể được nói đến không có điểm mới nào. Cho dù là lớp giáp bảo vệ năng động hay lồng thép chống UAV thường thấy gặp, đây được xem là điều bất thường khi những chiếc xe tăng phương Tây chịu không ít tổn thất trên chiến trường Ukraine. Khi chiếc xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị Nga phá hủy ở Ukraine Điều đó đã làm sụp đổ huyền thoại về vũ khí bất bại của phương Tây. Xe tăng Challenger 2 được đánh giá là bất khả chiến bại. Trên website của Bộ Quốc phòng Anh cũng in đậm lời quảng cáo, chưa một chiếc xe tăng nào bị phá hủy trong chiến đấu. Tuy nhiên, điều đó là vì trước khi bị phá hủy ở Ukraine, các trận chiến mà Challenger 2 tham gia đều chỉ là đối phó với các đối thủ dưới tầm, thậm chí không có khả năng phản kháng. Cũng cần phải nhắc lại rằng, hồi tháng 8 năm 2023, khi chiếc Challenger 2 đầu tiên xuất hiện ở Ukraine, người ta thấy nó được gắn lồng thép bảo vệ ở phía trên. Hai bên cạnh và phía trước xe tăng đều được che chắn bằng các tấm bảo vệ tiêu chuẩn, được thiết kế để giảm bớt tác động từ tên lửa chống tăng, máy bay không người lái kamikaze hoặc máy bay không người lái FPV. Những chiếc xe tăng Challenger 2 mà Anh chuyển cho Ukraine được nâng cấp lần gần đây nhất là vào năm 1998. Năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Anh khi đó là Penny Mordaunt nói rằng London đang đặt mục tiêu vào mẫu xe tăng Challenger 3 thế hệ tiếp theo. Theo giới phân tích Nga, việc chuyển Challenger 2 cho Ukraine là một giải pháp chi phí thấp để Anh loại bỏ những chiếc xe tăng cũ trong kho. 14 xe tăng Challenger 2 đã chuyển cho Ukraine chỉ là sự khởi đầu và sẽ còn nhiều đợt giao hàng tiếp theo khi Anh đang chủ động xả kho vũ khí cũ để chuyển sang xe tăng thế hệ mới. Sau những tổn thất của xe tăng Challenger 2 ở Ukraine, Anh cũng đang hướng tới một đợt nâng cấp quy mô lớn. Theo Bulgarian Military, xe tăng Challenger 3 đang được thử nghiệm tại Đức. Challenger 3 nổi bật với tháp pháo mới khi được trang bị pháo nòng trơn L55A1 120 mm của Rheinmetall, khẩu pháo này thay thế cho loại pháo L30A1 đang được trang bị trên Challenger 2. Pháo chính mới có vận tốc đầu nòng lớn hơn và mang lại mức độ xuyên tốt hơn. Pháo chính của Challenger 3 có thể bắn được nhiều loại đạn nòng trơn tiêu chuẩn NATO, trong đó có đạn xuyên giáp động năng APFSDS DM63 và DM73. Những loại đạn này có đầu xuyên dạng phi tiêu dài, sử dụng động năng để xuyên giáp xe tăng đối phương. Challenger 3 cũng có thể bắn đạn M829A4 do Mỹ sản xuất. Một loại đạn APF-SDS khác nhưng là loại có tính năng xuyên thủng bằng urani nghèo. Sử dụng các loại đạn theo tiêu chuẩn NATO sẽ mang lại lợi thế về hậu cần và chi phí cho xe tăng Anh, nhưng số lượng đạn mang theo sẽ ít hơn, chỉ 31 viên, trong khi phiên bản Challenger 2 là 49 viên. Để nâng cao mức độ bảo vệ, Challenger 3 đã được bổ sung giáp mô đun mới NMA Sử dụng hệ thống module có nghĩa là các bộ phận của giáp có thể được tháo ra và thay thế nhanh chóng. Điều đó giúp cho quân đội Anh không cần phải mua toàn bộ áo giáp cho tất cả các xe tăng Challenger 3, mà thay vào đó có thể trang bị NMA cho từng xe tăng khi cần thiết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào để hỗ trợ Ukraine. Tuyên bố trên được AFP dẫn lời của một số lãnh đạo đảng chính trị tham gia cuộc họp kéo dài 2,5 giờ đồng hồ với tổng thống Pháp hôm ngày 7 tháng 3. Theo AFP Ông Macron ủng hộ cách tiếp cận không giới hạn để chống lại tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo lãnh đạo Đảng Xanh, Marine Tondelier, cực kỳ đáng lo ngại khi thấy tổng thống Pháp nói tại cuộc họp rằng chúng ta cũng phải chứng tỏ chúng ta không có giới hạn. Chủ tịch Đảng Cực hữu, National Rally, Jordan Bardella cho biết, suy nghĩ của tổng thống là không có giới hạn và không có ranh giới đỏ. Trước đó, ông Macron đã khiến phương Tây choáng váng khi tuyên bố không loại trừ việc điều động bộ binh phương Tây tới Ukraine dẫn đến việc hàng loạt nước đồng minh EU và tổ chức NATO phải lên tiếng khẳng định không gửi quân. Ông Macron kêu gọi các đồng minh của Ukraine đừng trở thành những kẻ hèn nhát trong việc hỗ trợ quốc gia Đông Âu chống lại Nga, khiến Đức phản đối mạnh mẽ. Trong khi đó, viết trên tờ Le Monde, Ngoại trưởng Ukraine, Dmitry Kuleba cho hay, chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu quân đội nước ngoài chiến đấu cùng, chúng tôi luôn có niềm tin vào các chiến binh của mình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Ukraine cần thêm đạn pháo và tên lửa tầm xa đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot. Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Pháp, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Macron tin tưởng vào đường lối đánh bại Nga về mặt chiến lược và ông ấy tiếp tục nâng cao mức độ can dự trực tiếp của Paris vào xung đột. Theo quan chức Nga, Paris đã đưa ra những tuyên bố rất mâu thuẫn về việc liệu họ có sẵn sàng gửi quân tới Ukraine hay không, khi Bộ ngoại giao Pháp bác bỏ đề xuất này. Đối lập với Pháp, khi được yêu cầu bình luận về việc phương tây có thể gửi quân đến tham chiến ở ukraine phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby nói tổng thống pháp emmanuel macron có quyền nói lên quan điểm của mình tất cả những gì tôi có thể làm là truyền tải lại lập trường của tổng thống joe biden ông john kirby nhấn mạnh tổng thống joe biden đã nói rất rõ ràng ngay từ khi xung đột bùng phát ở ukraine sẽ không có quân đội mỹ trên bộ chiến đấu bên trong ukraine liên quan đến xung đột nga ukraine viện nghiên cứu chiến tranh isvk có trụ sở tại Mỹ, mới đây nhận định các chiến đấu cơ của Nga đang duy trì tần suất thực hiện nhiệm vụ cao trên chiến trường Ukraine, bất chấp những tổn thất có thể hứng chịu trước hệ thống phòng không đối phương. ISVK cho biết, Nga dường như sẵn sàng chấp nhận nguy cơ mất máy bay, có thể do lãnh đạo quân đội nước này cho rằng tác động tích cực mà các hoạt động trên không như vậy mang lại lớn hơn cái giá phải trả. Ukraine gần đây tuyên bố hạ hơn một chục chiến đấu cơ của Nga trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ISVK cho biết máy bay quân sự Nga tiếp tục ném bom lượn với số lượng tương đối lớn vào vị trí đối phương nhằm áp đặt ưu thế trên bầu trời. Theo ISVK, máy bay tiêm kích ném bom Su-34 Nga với sự hộ tống của Su-35 xuất kích hàng trăm lần mỗi ngày để ném bom lượn vào phòng tuyến Ukraine. Bom lượn là loại bom được lắp bộ cánh nâng để tăng tầm bay và khả năng dẫn đường, giúp chúng có thể hủy diệt công sự kiên cố của Ukraine mà đối phương hầu như không có biện pháp đánh chặn. ISVK cho biết Nga sử dụng loại bom này trong chiến dịch công phá thành trì Adipka, nơi họ kiểm soát sau khi Ukraine rút lui và có thể áp dụng chiến thuật oanh kích tương tự ở những nơi khác. Truyền thông Mỹ nhận định không quân Nga đang tăng cường hoạt động và yểm trợ trên không mạnh hơn trên tiền tuyến, giúp lực lượng nước này gần đây đạt nhiều tiến bộ.